Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sơ chế cua. Cách sơ chế cua để cho chúng ta dùng để nấu bún riêu cua hoặc nấu canh cua đồng các bạn nhé, đều được nhé. Và khi chúng ta mua cua về thì các bạn nên ngâm trong nước như này cho sạch nhé. Mình đã mua từ 7 giờ sáng và bây giờ là chuẩn bị cho bữa cơm tối là 4 giờ chiều mình sẽ đi làm cua để mình nấu nhé. Và chúng ta mua cua, chúng ta chọn cua khỏe về mình cho trong nước như này và thỉnh thoảng các bạn thay nước đi cho nó sạch và nó không có chất bẩn trong cua nữa. Nếu mà các bạn mà nhờ họ xé luôn ở chợ ấy, thì trong mang trong cua do rất bẩn. Như mình làm như thế này thì cua của mình đã sạch rồi. Và nếu mà các bạn xé cua như thế này thì rất dễ bị cắp, nên là mình rửa sạch đi và mình sẽ cho vào ngăn đá tủ lạnh tầm 15 phút. Sau đó thì cua của mình nó như kiểu nó ngủ với các bạn ạ, nó chưa chết đâu. Các bạn bỏ ra các bạn xé nhanh, không có là cua sẽ nó thức dậy nó lại cắp chúng ta. Mình mà xé trực tiếp như này mình cũng rất sợ. Mình bị cắp rất nhiều lần vì nhà mình hay ăn cua nên là mình đã thử đặt vào ngăn mát tủ lạnh thì nó sống được vài giờ, nhưng để trong ngăn đá thì chỉ cần 15 phút, 10 đến 15 phút là các bạn có thể bỏ cua ra xé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành làm các bạn nhé. Các bạn rửa sạch cua cho mình đây. Đây các bạn có thể xả vào nước. Mình đã rửa rồi đấy, nhưng bây giờ mình sẽ rửa lại một lần nữa và mình cho vào một cái âu để mình cất vào trong ngăn đá. Đây, khi mình mua cua khỏe các bạn để không sợ chết nhé. Nếu mà các bạn mua cua yếu thì là về chỉ độ 1-2 giờ sau là nó sẽ chết ngay thôi. Đây các bạn thấy chưa, nó bò rất nhanh nhé. Đây rồi, các bạn cho vào cái tô cho mình. Mình đậy dần lại, không có là không kịp. Và mình lại nhặt những con khác vào. Đây các bạn, những con cua càng to như thế này mà nó cắp cho chúng ta thì chảy máu mới là nạn. Cả nhà mình ai cũng thích ăn canh cua, nhất là ông xã nhà mình, nên là mình hay làm món này. Rồi bây giờ mình sẽ cho kín lại các cái chân này để mình cất vào ngăn đá. Cứ thò cái chân là nó phải ra. Các bạn cất trong ngăn đá cho mình từ 10 đến 15 phút nhé, để cho cua của mình nó lạnh ấy, nó nghỉ. Thì chúng ta sẽ lấy ra để xé sau. Đây các bạn, sau khi mình để trong ngăn đá được 15 phút các bạn nhé, đấy, cua của mình nó đang như kiểu nó đang ngủ ấy. Thì bây giờ các bạn làm nó rất dễ. Mình không làm nhanh ấy, thì nó lại hồi lại các bạn nhé. Vì như cua chúng ta là còn ngủ đông ấy các bạn ạ. Mùa đông nó thường hay nằm trong hang, trong tổ ấy. Đấy, chân của chúng ta động vào chân nó đã. Bây giờ như thế này thì các bạn không no thì cắp cả. Không có những cái con này to này nó mà cắp thì. Cái phần dưới này đây các bạn, cái mang này các bạn lại bỏ cho mình này. Các bạn khi mình xé ra một tẹo nhé, sau các bạn sẽ thấy này, đây càng bắt đầu nó sống lại đấy, nó hết lạnh cái là nó lại hoạt động vì nó chưa chết được các bạn ạ. Nó chỉ để như này để cho nó lạnh, để cho nó đỡ cắp chúng ta thôi. Nếu cua khỏe thì các bạn phải để đến 20-30 phút, nếu mà cua nó yếu thì chỉ cần 10 đến 15 phút thôi.
Nên tranh thủ lúc nó còn đang lạnh thì các bạn xé nhanh nhé. Đấy, mình vừa xé ra cái mà bắt đầu nó đã dậy rồi đấy. Đấy là cần bỏ hết cả mang với cả ấy đằng sau của cua rồi đấy. Đây là một cái mẹo để giúp các bạn nội trợ khi mình làm cua này, nó sẽ đảm bảo. Và khi chúng ta mua cua thì các bạn không cần phải để chợ nhờ họ xé luôn nhé, thì nó cua nó vẫn còn rất bẩn đấy, thì chúng ta làm như thế này thì về nhà nó sạch, mình xé không mất nhiều thời gian. Nếu mà bò thì các bạn phải nựa nựa xem là nó có ấy, để tránh cái càng ra có nó cắp mình ấy. Mình chia sẻ cho các bạn cách làm cua như thế này. Và nếu giã thì chúng ta có thể giã bằng cối hoặc chúng ta dùng bằng máy xay mình xay nhé. Đây các bạn, khi mình xé xong nhé thì bắt đầu cua của mình nó bắt đầu nó dậy này. Thấy các bạn thấy không? Nó tự nhé. Không phải là các bạn lo là mình làm cua chết thì nó sẽ mất ngon nhé, nhưng nó vẫn sống các bạn ạ. Và cái gạch, bây giờ các bạn sẽ khêu gạch ra cho mình. Các bạn dùng cái xiên này, mình khêu gạch ra. Vì phần gạch này nó rất ngon các bạn ạ, các bạn không nên bỏ nhé. Với cách này làm này thì các bà nội trợ không lo bị cua cắp, mà chúng ta lại không mất nhiều thời gian như chúng ta để con cua nó sống khỏe trong chậu nước ấy, thì nó sẽ làm cho cái phần mang này nó có sữa thì các bạn không nên ăn nhé. Không mất nhiều thời gian của các bạn, mình chỉ cần vài phút là các bạn đã xé xong cua rồi. Mình rất sợ là khi phải xé cua vì cua nó rất hay cắp mình. Cái cua rất vàng và ngon các bạn ạ. Nên là mình mua được cua sông ấy thì nó ngon như thế này. Nó chắc cua thì chúng ta xay ấy, thì nó sẽ được nhiều cái cua. Khi các bạn mà đi đâu mà vội mình chưa sợ cua của mình nó chết ấy, các bạn có thể buộc vào mình cất, buộc kín lại hoặc cho vào cái bát như vừa nãy của mình đấy, cái tô đấy. Và các bạn cất trong ngăn mát tủ lạnh nhé. Thì các bạn để cho nó vài giờ cua của mình vẫn không chết các bạn ạ. Khi các bạn mở ra cua nó lại hồi và lại sống lại. Vì thời tiết miền Bắc của mình nó lạnh cho nên mùa đông cua thường hay chui vào tổ để nó nghỉ đông. Đấy, thì các bạn cua vẫn tươi và sống như thế này. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách sơ chế cua nhé, và cách làm cua để cho khỏi bị cắp. Và bây giờ chúng ta chỉ cần cho vào cối xay nữa thôi là mình sẽ được nước cua để mình nấu bún riêu cua hoặc là canh cua với mùng tơi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.